nó tên là lại dòng nhớ tổng hợp thành phần có chỉ số nhớ 10W40, có dung tích là 0.8 lít. Đây là lại dòng nhớ dành riêng cho xe tay ga. Còn dòng nhớ Snorten được sản xuất với dòng công nghệ full lithium sinh rất tích đạt các tiêu chuẩn chất lượng. Đây cũng là lại dòng nhớ có hiệu suất vượt trội, được sản xuất từ 100% thành phần dòng gốc kết hợp cùng các chất phụ gia chất lượng, kết hợp trong các dòng xe 4 thì hộp số tự động. Việc lựa chọn dầu nhớt Snorten cho xe của bạn sẽ giúp động cơ 4 thì vận hành đạt hiệu suất cao, đồng thời bảo vệ nó luôn sạch trong cả những điều kiện khắc nghiệt. Thêm vào đó, tạo độ sạch tuyệt vời cho động cơ, ngăn chặn cặn bùn, giảm mài mòn và đặc tính xử lý bù hóng. Đặc biệt, bảo vệ chống oxy hóa nhờ khả năng chịu nhiệt vượt trội và tối ưu hóa ma sát, giúp việc điều khiển trở nên êm ái, từ đó kéo dài tuổi thọ cho động cơ.